Thưa quý vị, phổ điểm môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có điểm đặc biệt, đó là xuất hiện hai đỉnh trong cùng một phổ. Một phổ điểm thì ứng với vùng có số điểm thấp, còn một phổ điểm ứng với vùng có số điểm cao hơn. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phân tích và lý giải về hiện tượng này. Phổ điểm chung của cả nước đối với môn tiếng Anh xuất hiện hai đỉnh và dường như là phép cộng của hai phổ điểm chuẩn, một đỉnh ở ngưỡng 4,0 điểm và một đỉnh ở ngưỡng 9 điểm. Có thể hiểu, đỉnh lệch về phía bên trái là cho số đông và đỉnh lệch về phía bên phải là cho những thí sinh có sự đầu tư tiếng Anh nhiều hơn. Nguyên nhân là do phân hóa về điều kiện dạy học như cơ sở vật chất, chất lượng giáo viên, sự quan tâm đầu tư của phụ huynh và học sinh đối với môn học này. Các cái vùng miền mà có điều kiện dạy học khó khăn như là cơ sở vật chất khó khăn, như là đội ngũ giáo viên cũng còn hạn chế, và đặc biệt là 2 năm vừa rồi các em phải học trong điều kiện Covid-19 nên học trực tuyến, thì việc học ngoại ngữ bằng hình thức trực tuyến thì cũng có những thiệt thòi nhất định. Thì kết quả phân tích phổ điểm của cái nhóm đối tượng này, vùng miền này, cho thấy cái điểm trung bình là thấp, nhưng mà cái phân bố, cái dạng phổ đối với các thí sinh ở cái vùng này nó vẫn là ở cái dạng chuẩn. Cũng tương tự như vậy thì chúng tôi đã phân tích cái phổ điểm đối với các thí sinh ở những vùng thuận lợi, những cái vùng có điều kiện dạy học ngoại ngữ tốt hơn, thì kết quả cho thấy rõ ràng là cái điểm trung bình tốt hơn, nhiều điểm cao hơn, nhưng mà phân bố cũng có dạng chuẩn. Từ cái việc phân tích như vậy cho thấy rằng là đề thi ngoại ngữ năm nay đã phản ánh khách quan cái kết quả học tập ngoại ngữ của các thí sinh. Qua phân tích phổ điểm cho thấy, thành phố Hồ Chí Minh có điểm trung bình môn tiếng Anh cao nhất cả nước với mức điểm là 7,226. Như vậy, đây là năm thứ tư liên tiếp thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đứng đầu cả nước về điểm trung bình môn tiếng Anh. Hai địa phương đứng ở vị trí thứ hai và thứ ba không thay đổi so với 2 năm trước là Bình Dương 7,106 điểm và Bà Rịa Vũng Tàu 6,736 điểm. Hà Nội năm nay tụt 2 bậc so với năm 2020 và đứng ở vị trí thứ sáu với điểm chuẩn là 6,447 điểm.